Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện 1300 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch trong các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo rõ quy trình, thủ tục, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong thực hiện phòng chống dịch, nhất là đối với các cơ sở y tế và quản lý người nhập cảnh khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế, hướng dẫn cụ thể việc đảm bảo an toàn các cơ sở y tế. Các địa phương chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Các bộ công an, quốc phòng và các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.